Chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Trong trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất là Gojo Satoru và Ryomen Sukuna đang được rất nhiều độc giả quan tâm, thì có lẽ thuật thức mà cả hai sở hữu đang là những thuật thức bá đạo nhất Jujutsu Kaisen cho tới hiện tại. Một bên là vô hạ hạn với khả năng thao túng không gian và phòng thủ bản thân với cơ chế làm chậm vật thể vô hạn. Còn một bên là thập chủng ảnh, có thể triệu hồi được thức thần cùng vòng bát chánh, phân tích và thích nghi mọi loại thuật thức. Không những thế, cả hai thuật thức này còn có khả năng thực hiện nhiều chiêu thức mạnh mẽ hơn nữa, khi mà trong Jujutsu Kaisen có tồn tại rất nhiều khái niệm thuật thức mở rộng, cho phép người sử dụng đạt tới tầm cao mới của bản thân bằng cách thấu hiểu và vận dụng cơ chế từ chính thuật thức bẩm sinh. Chú thuật sư có thể tối ưu hóa uy lực và sát thương của mình và cho ra những pha combat mãn nhãn nhất. Bành trướng lãnh địa, một khái niệm mà chúng ta đã quá quen thuộc với khả năng tối ưu môi trường và áp dụng đòn tấn công tất trúng để quyết định kết quả trận đấu, thì còn có một cảnh giới khác để chú thuật sư có thể thi triển thuật thức với sức mạnh tối đa, đó chính là cực phiên. Đây là một kỹ năng vô cùng hiếm gặp, và tới nay thì mình chỉ mới có thể tìm thấy 3 trường hợp cực phiên từng xuất hiện trong Jujutsu Kaisen. Những đòn cực phiên này đều thể hiện sự vận dụng cao nhất với cơ chế hoạt động từ chính các thuật thức bẩm sinh ban đầu. Vậy thì uy lực của đòn cực phiên thực sự mạnh mẽ như thế nào, và chúng có thể xuất hiện ở dạng gì đối với một thuật thức? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Có lẽ trước cả khi cực phiên xuất hiện thì chúng ta còn biết đến kỹ thuật khác của chú thuật sư với cái tên không thể ngầu hơn, đó chính là bành trướng lãnh địa, với khả năng mở ra một kết giới có khả năng giam giữ đối phương trong phạm vi được khảm hoàn toàn bằng thuật thức bẩm sinh, thì đây là kỹ thuật được xem như là chiêu cuối trong Jujutsu Kaisen rồi phải không nào? Tuy nhiên, giới chú thuật luôn khiến chúng ta bất ngờ khi liên tục sáng tác ra những kỹ thuật mới dựa trên nguyên lý hoạt động từ thuật thức bẩm sinh của mình. Hiện nay thì hình thức cao nhất mà một chú thuật sư có thể thi triển với thuật thức bẩm sinh, ngoại trừ bành trướng lãnh địa ra, thì cực phiên chính là thuật ngữ được quan tâm nhiều nhất. Mặc dù trong trận chiến hiện tại thì thầy Gojo là chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại phải đối đầu với kẻ gây nên nỗi kinh hoàng xuyên suốt lịch sử Jujutsu Kaisen là Ryuma Sukuna, thì có rất nhiều ý kiến mong đợi Gojo sẽ thể hiện một đòn cực phiên để so tài với Vua Nguyền Hồn. Tuy nhiên bây giờ thì đã có dòng thông báo ở cuối chap 235 rằng kết quả của trận đấu đã được ấn định trên chiến trường trận địa thành phố Shinjuku, nhưng mình vẫn không thể tìm thấy Gojo tung ra một niệm chú đặc biệt nào ám chỉ cực phiên cả. Như vậy thì tới nay cực phiên vẫn là một chiêu thức cực kỳ khó sử dụng và chỉ có một số ít trường hợp đạt tới cảnh giới thi triển được nó mà thôi. Cực phiên là một phiên bản áp dụng cực đại nguyên lý hoạt động của một thuật thức bẩm sinh và tận dụng mọi tiềm năng sẵn có của thuật thức. Kỹ thuật này là hình thái hoàn hảo để một chú thuật sư thi triển thuật thức với cảnh giới là ngang bằng với bành trướng lãnh địa, nhưng độ khó thì sẽ cao hơn rất nhiều. Chúng ta có thể nhận biết kỹ thuật này với cái tên Maximum Technique trong tiếng Anh, và đôi khi nó dễ bị nhầm lẫn với một kỹ thuật khác có liên quan tới cực đại, đó là xuất lực tối đa. Chúng cũng có từ Maximum trong tên, nhưng khác ở chỗ cực phiên là Technique, còn xuất lực tối đa là Output. Thế nên Technique có thể được hiểu là thuật thức hay phiên thi triển, còn Output có thể được hiểu là xuất lực hoặc đầu ra. Về cơ chế thì xuất lực tối đa sẽ sử dụng chú lực tới mức cao nhất để cường hóa sát thương đòn tấn công lên mạnh nhất có thể, hay nói cách khác chính là dùng mức năng lượng nạp vào cao nhất để tấn công một lần vào đối phương. Mặt khác thì cực phiên lại vận dụng sự sáng tạo của cơ chế hoạt động có sẵn của thuật thức bẩm sinh để cho ra một loạt đòn tấn công mới đạt hiệu quả cao nhất. Lấy ví dụ như cực phiên Uzumaki từ chú linh thao thuật của Geto. Chú linh thao thuật có khả năng thao túng nguyên hồn sau khi chúng bị thu phục, nghĩa là ép buộc chúng làm bất cứ điều gì người sở hữu muốn. Cực phiên Uzumaki thay vì ép những nguyên hồn phải chiến đấu như những nô lệ thì sẽ khiến chúng phải tự biến bản thân thành chú lực thô để tích tụ lại thành một tia năng lượng khổng lồ trong một đòn tấn công. Có thể nói, cực phiên chính là con bài tẩy của một chú thuật sư khi thi triển thuật thức. Kenjaku đã từng khẳng định rằng kỹ thuật này là vô cùng quý giá bởi nó thể hiện rằng chú thuật sư am hiểu khả năng chiến đấu cùng với thuật thức bẩm sinh thực sự là như thế nào. Tuy nhiên, ắt hẳn là các bạn cũng đoán ra được rằng cực phiên là vô cùng khó nhằn để thực hiện, bởi tới nay chỉ có vô cùng ít ỏi trường hợp chú thuật sư và nguyên hồn thi triển được mà thôi. Nhưng theo phân tích của mình thì mọi chú thuật sư đều có thể sử dụng nó nếu tập luyện và chiến đấu thực tiễn đủ nhiều, và những cá thể từng sử dụng cực phiên không bắt buộc phải đạt tới trình độ như Kenjaku đâu. Vậy những lần mà cực phiên đã xuất hiện là khi nào?
Lần đầu tiên mà cực phiền xuất hiện đó chính là từ hai anh em chú thai cửu tướng đồ Echizu và Ezo. Những đòn cực phiền này có lẽ sẽ ít được để mắt tới ở giai đoạn đầu của bộ truyện. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là những chiêu thức tấn công bình thường của hai chú thai sở hữu xích huyết thao thuật thôi phải không nào? Nhưng thực ra đây còn là hai cá thể đã đạt tới tận cấp độ đặc cấp với độ nguy hiểm cần phải có đến sự có mặt của chú thuật sư cấp 1 trở lên với lượng chú lực khổng lồ. Theo mức xếp hạng đặc cấp thì Echizu và Ezo đủ khả năng để thi triển thuật thức cực phiền riêng của mình trong trận chiến với nhân vật chính Yuji cùng cô bạn Nobara. Hai anh em đã cảm nhận thấy được sức mạnh đáng gờm của hai chú thuật sư sắp nhận danh hiệu cấp 1 và Ezo đã kích hoạt cực phiên từ thuật thức hủ huyết để đối đầu với họ. Cực phiên này có tên là Xí Vương, định hình cấu thành của máu để tạo nên đôi cánh có độ linh hoạt và sức mạnh vượt bậc. Đôi cánh này còn có thể bắn ra tia máu với độ cô đặc cao, gây bất ngờ và những khó chịu nhất định lên cho đối thủ. Những tia máu sau khi va chạm đến cơ thể của đối thủ có thể áp dụng hiệu ứng tương tự hoặc mạnh hơn máu độc thông thường mà thủ huyết gây ra. Loại máu này gây nhiễm độc nghiêm trọng đối với con người bình thường và kể cả với chú thuật sư loài người không sở hữu xích huyết thao thuật. Có nghĩa rằng, ngoại trừ một số thành viên tộc Camo thì nếu bị phơi nhiễm với máu độc từ thuật thức này có thể khiến cơ thể bị suy nhược, thậm chí là tử vong trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không bị nhiễm độc tới chết thì loại máu này có khả năng ăn mòn cực mạnh tới mức có thể làm biến dạng những loại tảng đá cứng nhất. Ngoài ra, mặc dù không gây sát thương chí tử ngay lập tức, nhưng hủ huyết có khả năng gây nên cảm giác đau đớn tột cùng. May thay, kể cả có bị trúng đòn trực tiếp từ hủ huyết, sau khi xả thân đỡ đạn cho Nobara thì Yuji vẫn có thể chiến đấu với công lực gần như tối ưu, bởi đối với cậu thì nỗi đau thể xác không hề có tác dụng gì cả. Một điểm yếu nữa mà cực phiền Xí Vương đã gây nên lợi thế bất ngờ cho Yuji đó chính là Ezo không thể kích hoạt nó nếu đồng thời một nát đang tồn tại trên cơ thể đối phương. Thế nên, Ezo đã không đủ sát thương cũng như độ linh hoạt để đối đầu với Yuji, trong khi cậu thì gần như không bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút từ hủ huyết của Ezo. Nhờ đó mà cả Yuji và Nobara đã thành công tiêu diệt hai chú thai của tướng đồ này dù cho họ đã đạt tới sức mạnh đặc cấp. Echizu và Ezo thực sự đã thể hiện uy lực vô cùng ấn tượng với cực phiền Xí Vương của Ezo khi đôi cánh khổng lồ mà nó tạo nên không chỉ đem tới độ linh hoạt vượt bậc mà còn có thể bắn ra những tia máu tốc độ cao khủng khiếp, buộc Yuji phải bứt tóc bế Nobara né tránh ra xa khỏi phạm vi bắn của nó. Trận đấu này có vẻ như đã kết thúc hơi chóng vánh, khiến cho sức mạnh của chú thai cửu tướng đồ chưa thực sự được phô diễn hết uy lực của mình. Nhưng hủ huyết của Echizu và Ezo chính là một biến thể của thuật thức nổi danh trong gia tộc Camo, xích huyết thao thuật, với xuất xứ có cùng huyết thống với kẻ phản diện ngàn năm Kenjaku, thì có lẽ cả hai vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển sức mạnh bản thân. Tương tự như Echizu và Ezo, thì anh trai cả Chozo cũng sở hữu khả năng điều khiển máu với thuật thức được cho là mạnh hơn, chính là xích huyết thao thuật. Tuy nhiên, Chozo cho tới nay vẫn chưa lộ diện kỹ thuật mạnh nhất từ thuật thức của mình, mặc dù đã từng giao chiến với Kenjaku. Cực phiền của Chogo. Sau khi liên tiếp thất bại trong việc tung đòn trúng vu nguyên hồn dù chỉ một hít, Chogo tự tin rằng chiêu thức cấp cao nhất của mình cuối cùng cũng đã gây được sát thương. Nhưng đáng tiếc thay, đòn tấn công đó tuy bao phủ một phạm vi rộng lớn khắp thành phố Shibuya, nhưng tốc độ của nó lại không đủ để chạm tới vu nguyên hồn. Vu nguyên hồn với 15 ngón tay cũng đã an ủi nguyên hồn lửa rằng sát thương của những quả thiên thạch này sẽ vô cùng khủng khiếp nếu nó thực sự trúng đích. Sau khi Chogo tàn biến, quả thiên thạch vẫn còn bùng cháy dữ dội. Thuật thức thao túng nguyên tố hỏa của Chogo có thể được xem là một trong những thuật thức mạnh nhất trong Jujutsu Kaisen, khi mà vu nguyên hồn thậm chí còn lựa chọn nó trong kho thuật thức bí ẩn của mình. Thuật thức hỏa hoạn của Chogo cho phép hắn tạo nên đòn tấn công từ lửa. Có thể nói, thuật thức này chủ yếu dựa trên sự thao túng nguyên tố trong môi trường xung quanh để gia tăng đột ngột nhiệt độ và bắn ra tia lửa bọc chú lực cực cao. Khả năng này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu giữa hắn và thầy Gojo, khi mà nguyên hồn đặc cấp tạo ra một cột núi lửa từ địa hình lân cận và bắn trực tiếp vào Gojo. Không những thế, nhiệt độ ngọn lửa còn gia tăng lên cực đại với màu ngọn lửa chuyển hẳn sang tím. Theo đó, thuật thức cực phiền thiên thạch tím tích tụ nguyên tố từ núi lửa để tạo thành tảng thiên thạch bốc lửa khổng lồ nhắm về phía đối thủ. Tương tự với sức công phá của thiên thạch rơi thực sự, thì cực phiền của Chogo cũng đủ khả năng san bằng cả một thành phố. Mặc dù đã chạm tới đỉnh cao của thuật thức bẩm sinh, nhưng Chogo có lẽ không gặp may khi chạm trán phải hai kẻ mạnh nhất là Gojo và Sukuna, để rồi bị cả hai đem ra làm trò đùa một cách không thương tiếc, khiến chúng ta quên mất rằng nguyên hồn núi lửa đặc cấp này có thể đạt tới mức độ sức mạnh của 8 hay 9 ngón tay Sukuna. Cực phiền của Geto.
Chú linh thao thuật là thuật thức duy nhất mà chúng ta được chứng kiến tận hai lần thi triển trong hai sự kiện khác nhau. Lần đầu tiên chính là giữa cuộc đối đầu giữa Geto và Yuta trong Jujutsu Kaisen Movie Zero. Geto chấp nhận chuyển đổi gần hết tất cả nguyên hồn đã thu thập của mình để tạo thành cực phiên Uzumaki nhằm kết liễu Yuta. Nhưng Yuta, bằng cách loại bỏ giới hạn chú lực trên Rika, nữ hoàng nguyên hồn đã có thể phản công Uzumaki với tia bắn từ điều đích thực, áp đảo cực phiên của chú linh thao thuật và làm trọng thương nghiêm trọng Geto Suguru. Tuy nhiên, Kenjaku nhận định rằng nếu sử dụng hết tất cả nguyên hồn triệu hồi ra trong Bách Quỷ Dạ Hành thì có lẽ Geto mới là người chiến thắng. Sau đó, hắn cũng bắt đầu thi triển cực phiên Uzumaki với cách thức hiệu quả hơn lần đầu tiên. Với nguyên hồn đã thu thập từ cấp 1 trở lên, Uzumaki còn có thể để lại thuật thức của chúng cho người thi triển sử dụng. Dù cho tất cả nguyên hồn đã được chiết xuất trong tia bắn rồi, khi sử dụng Uzumaki trước mặt Biwa, Kenjaku vẫn có thể để lại một hố sâu trên chiến trường. Mặc dù đã bị chặn lại bởi thuật thức của thầy Kasukabe, không những thế, Uzumaki còn được Kenjaku biến đổi thành phiên bản nhỏ hơn nhằm tăng tính linh hoạt và yếu tố bất ngờ. Như đã thấy thì trong lần chạm trán với nữ chú thuật sư đặc cấp Yuki Tsukumo, Kenjaku đã thành công đánh lừa và đục thủng nửa thân trên của cô. Hắn thậm chí còn có thể thi triển phiên bản mini này của Uzumaki khi hai lần liên tiếp chuyển nó vào Yuki. Ngoài ra, như đã nói, thì Uzumaki đạt được khi chú thuật sư nhận ra tiềm năng thực sự từ thuật thức bẩm sinh. Thuật thức này có thể được xem như là đang tận dụng một khả năng mới của chú linh thao thuật khi nó không còn đơn thuần điều khiển hành vi của nguyên hồn nữa, mà trực tiếp biến đổi chúng thành năng lượng sát thương và tạo ra một đòn tất sát chí mạng. Thế nhưng, một trường hợp thuật thức mở rộng khác là thập hoạch chú thuật lục lạc của Nanami lại không được xem là đòn cực phiên. Dù cho nó khuếch đại và tối ưu hóa hoàn toàn thuật thức bẩm sinh của Nanami, thập vạch chú pháp chỉ chia mục tiêu thành 10 vạch và đặt điểm yếu ở điểm tỷ lệ 73, còn thập hoạch chú thuật lục lạc lại có thể tạo điểm yếu ở vị trí cụ thể phù hợp với tình huống mà người thi triển đặt ra. Tuy nhiên, đây không phải là đòn tấn công cực phiên mà là hiệu quả Nanami nhận được từ khế ước tăng ca. Ngoài ra, đòn cực phiên mà chúng ta mong chờ nhất có lẽ là của thuật thức vô hạn hạn từ thầy Gojo. Thầy là chú thuật sư hiện đại mạnh nhất nên cũng dễ hiểu rằng Gojo cũng có thể thi triển cực phiên. Và không chỉ có Gojo, Sukuna với danh hiệu là vua nguyên hồn cũng phải biết đến sự hiện diện của kỹ thuật này, đúng không nào? Tuy nhiên, cho đến nay thì vẫn chưa chính thức xuất hiện chú pháp nào cho thấy hai kẻ mạnh nhất dùng đến hình thái mạnh nhất từ thuật thức bẩm sinh cả. Dù vậy nhưng những đòn tấn công của vua hạ hạng hay trảm kích cũng đều vô cùng nguy hiểm rồi. Khó có thể tưởng tượng ra được cảnh giới hoàn hảo nhất của hai thuật thức này là gì và nó sẽ được thi triển ra sao. Có lẽ trận chiến hiện tại đã quá trễ để xuất hiện thêm cực phiên rồi, khi mà hư thức tử vừa kích nổ trên chiến trường Shinjuku. Mong rằng trong tương lai chúng ta có thể được biết thêm về kiệt tác cực phiên này với nhiều thuật thức bá đạo hơn nữa.